Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng bí đỏ bằng hạt lấy từ trái mua ở chợ. Mình chia sẻ từ lúc gieo hạt cho đến khi thu hoạch. Mình sẽ trồng bí đỏ hạt đậu nha các bạn. Đây là trái bí đỏ hạt đậu mình mua ở chợ. Bây giờ mình sẽ lấy hạt từ trái bí đỏ này để trồng. Rất nhiều hạt luôn các bạn. Mình chỉ lấy một ít hạt vừa đủ trồng thôi. Mình cho nước vào để làm sạch hạt. Mình bóp như thế này để cho hạt sạch. Các bạn có thể chà hạt lên một cái rây sẽ giúp hạt sạch hơn. Hạt đã khá sạch rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mang hạt đi phơi khô. Sau khi phơi khô xong thì mình có thể gieo hạt trực tiếp vào đất mà không cần ngâm ủ. Nhưng nếu như các bạn muốn hạt nhanh nảy mầm hoặc vườn của các bạn có nhiều kiến, sợ kiến ăn hạt thì các bạn có thể ủ hạt cho nảy mầm trước sau đó mới gieo. Đầu tiên mình sẽ ngâm hạt với nước ấm. Các bạn pha nước cho ấm ấm là được. Mình sẽ ngâm hạt trong 4 giờ. Hạt sau 4 giờ ngâm nè các bạn. Mình sẽ ủ hạt bằng khăn ướt. Mình lấy ra 2 miếng khăn ướt. Khăn ướt các bạn mua ở các cửa hàng tạp hóa có bán rất nhiều. Mình bóp khăn ướt vào nước vài lần để cho nước trong khăn ướt ra hết. Mình xếp chồng 2 miếng khăn lại với nhau. Mình đổ hạt đã ngâm vào khăn. Mình xếp khăn lại như thế này. Tiếp theo mình nhúng khăn ướt vào nước cho ướt đều. Mình bóp nhẹ để nước trong khăn ướt ra bớt. Mình bỏ khăn vào hũ nhựa như thế này để ủ. Đậy nắp lại. Mình đặt hũ nhựa trong nhà, tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hạt bí đỏ sau 2 ngày ủ nè các bạn. Có nhiều hạt đã nảy mầm. Bây giờ mình sẽ trộn đất để trồng. Tạm thời mình xếp khăn lại để tránh gió làm khô rễ mầm. Các bạn có thể trồng bí đỏ trong thùng xốp như thế này. Thùng xốp này có chiều dài 60cm và chiều rộng là 45cm. Mình cho đất vào khoảng nửa thùng. Tiếp theo mình cho phân hữu cơ vào. Các bạn sử dụng phân bò, phân dê, phân gà gì cũng được. Miễn là các bạn sử dụng loại phân đã ủ hoai hoặc các bạn sử dụng loại phân đóng túi để qua xử lý. Lớp phân hữu cơ dày khoảng 2-3cm. Mình trộn đều. Mình có đặt vào bình ủ rác nhà bếp 2-1 để bón hỗ trợ thêm. Mình có chia sẻ chi tiết cách làm trong video cách ủ rác nhà bếp 2-1 vừa ủ vừa bón. Nhưng trong video đó mình quên nói với các bạn, với bình ủ rác nhà bếp 2-1 này thì thỉnh thoảng 1-2 ngày các bạn đổ nước vào bình ủ một lần như thế này để giúp nước phân dễ hòa tan vào đất và hạn chế dòi. Mình tưới nước, sau đó mình trồng hạt vào. Trồng xong mình tưới nước thêm một lần nữa. Mình cũng có xây những bồn gạch như thế này để trồng bí đỏ nữa nè các bạn. Bồn này có chiều rộng là 1,5m và chiều dài là 5m. Cũng tương tự như cách trồng trong thùng xốp, mình sẽ cho vào một lớp phân hữu cơ dày khoảng 2-3cm. Sau đó mình dùng cuốc hay xẻng mình trộn đều với lớp đất trên bề mặt. Mình tưới nước cho ướt đều. Mình trồng hạt vào. Mình trồng với khoảng cách từ 80cm cho đến 1m một cây. Những hạt chưa nảy mầm mình cũng trồng luôn chứ mình không cần ủ tiếp. Trồng xong mình tưới nước thêm một lần nữa. Tùy vào điều kiện thời tiết nắng nhiều hay nắng ít mà mỗi ngày mình tưới nước giữ ẩm từ 1 đến 2 lần vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Và các bạn cũng cần kiểm tra tình trạng của đất. Nếu như thấy đất quá ẩm thì các bạn không cần tưới. Bí đỏ trồng trong thùng xốp sau 23 ngày trồng nè các bạn. Khi cây bí đỏ ra được khoảng 6 đến 8 lá thật như thế này thì mình sẽ cắt ngọn cho cây. Mình cắt ngọn để giúp cho cây bí đỏ ra được nhiều nhánh và nhánh phát triển đồng đều. Bí đỏ trồng trong bồn mình cũng cắt ngọn tương tự. Kể từ thời điểm ngắt ngọn cho cây thì định kỳ khoảng 10 ngày mình sẽ bổ sung thêm một chút phân hữu cơ lên bề mặt. Mình có thể ngắt bỏ bớt vài lá già quanh gốc, mình bón thêm chút phân hữu cơ lên bề mặt. Trồng bí đỏ trong bồn mình cũng bón tương tự. Bí đỏ sau 33 ngày trồng bắt đầu ra hoa nè các bạn. Hiện chỉ có một bông hoa cái duy nhất, không có bông hoa đực nào. Trường hợp này thì hoa cái sẽ không thụ phấn được và sẽ bị hỏng. Rất tươi tốt luôn các bạn. Bí đỏ trồng trong thùng xốp được 33 ngày tuổi. Bí đỏ sau 36 ngày trồng nè các bạn. Mình có làm dàn lưới bên trên và mình ghim những cây trụ nhỏ để giúp cây bò lên. Mình có buộc dây để giúp cho cây bí đỏ bám vào trụ. Các bạn lưu ý là buộc dây lỏng thôi để không làm dập thân.
Bí đỏ sau 38 ngày trồng. Khi trồng bí đỏ thì các bạn nên thụ phấn thủ công để giúp cho hoa đậu trái được tốt hơn. Đây là hoa cái nè các bạn, phần bên dưới hoa phình to ra. Còn đây là hoa đực, bên dưới hoa không có phình ra như hoa cái. Mình ngắt hoa đực, mình bỏ hết cánh hoa đi chỉ chừa phần nhụy. Mình quẹt nhẹ phần nhụy của hoa đực vào phần nhụy của hoa cái. Khi hoa cái nở to là các bạn thụ phấn được. Các hoa cái khác mình cũng làm tương tự. Một hoa đực mình thụ phấn cho một hoặc 2-3 hoa cái đều được. Bí đỏ trồng trong thùng xốp sau 38 ngày trồng cũng bắt đầu ra hoa. Bí đỏ sau 42 ngày trồng nè các bạn, cho được thụ phấn thủ công cho nên bí đỏ đậu trái rất tốt. Trái non nè các bạn, bí đỏ trồng trong thùng xốp cũng đã ra hoa cái. Bí đỏ sau 55 ngày trồng nè các bạn, mình có tỉa những lá già gần gốc để cho bí đỏ thông thoáng hơn. Bước này không bắt buộc nha các bạn, các bạn có tỉa lá già gần gốc hoặc để luôn đều được. Có tỉa lá sẽ giúp cho mình quan sát được những con côn trùng gây hại cho cây được dễ hơn và cũng hạn chế được nấm bệnh. Cây bí đỏ hay gặp bọ xít, cách diệt bọ xít thì các bạn tham khảo video cách diệt sâu bọ côn trùng cho vườn rau. Hôm nay trái bí đỏ đã to rồi nè các bạn. Bây giờ mình chỉ cần chờ cho trái chín là thu hoạch. Cứ định kỳ khoảng 10 ngày các bạn nhớ bổ sung thêm phân hữu cơ cho cây. Trồng bí đỏ ngoài thu hoạch trái thì các bạn còn có thể thu hoạch hoa. Khi thụ phấn xong thì còn rất nhiều hoa đực, bỏ rất là phí cho nên mình sẽ thu hoạch. Hoa bí đỏ đem xào hoặc luộc ăn rất ngon luôn các bạn. Bí đỏ mình trồng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học cho nên rất an toàn cho sức khỏe. Rất nhiều hoa luôn các bạn. Bí đỏ sau 72 ngày trồng nè các bạn. Hôm nay mình thu hoạch đợt đầu. Vỏ của trái bí đỏ hơi ngã vàng là mình thu hoạch được. Hoặc các bạn có thể thu hoạch trễ hơn cũng được, lúc vỏ của trái bí đỏ vàng nhiều hơn. Do mình thu hoạch sớm cho nên vỏ vừa ngã vàng là mình thu hoạch luôn. Trái rất đẹp nè các bạn. Trái này khá to. Mình cùng thu hoạch tiếp nha các bạn. Được thêm 3 trái nữa. Bí đỏ mình trồng hữu cơ, mình không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học trong quá trình trồng cho nên rất an toàn cho sức khỏe. Trái này cũng khá to nè các bạn. Vừa quá giới hạn của cân, mình lấy bớt xuống một trái, trừ đi cái rổ còn khoảng 4,6 kg. Trái mình vừa lấy ra nặng hơn 800 g. Vậy là hôm nay mình thu hoạch được gần 5,5 kg bí đỏ hạt đậu. Trái to nhất nặng khoảng 1 kg. Bí đỏ mình trồng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học cho nên rất an toàn cho sức khỏe. Mình chẻ ra thử nha các bạn. Bí đỏ mình tự trồng tại nhà, ăn rất ngon và rất an toàn. Bí đỏ trồng trong thùng xốp, hôm nay trái cũng gần chín rồi các bạn. Thu hoạch bí đỏ trồng trong thùng xốp và bí đỏ trồng trong bồn những đợt sau, mình sẽ cập nhật trong video tới nha các bạn. Trồng bí đỏ thu hoạch được rất nhiều đợt.